con gì không? Thấy quen thuộc lắm đúng không các bạn? Đây là lụa đỏ nha các bạn. Như clip trước thì mình lụa đỏ xào tỏi. Hôm giờ mình khen ngon quá nên mình mua ký lụa đỏ về mình luộc sả nha các bạn. Mình luộc sả cho vợ chồng mình ăn luôn. Thằng cu nhỏ của mình bữa nay đi học rồi. Thì lụa đỏ này như bữa hổm mình làm á thì là 1 ký đầu mùa đó là 40, nhưng bữa nay còn có 20 ngàn ký nha các bạn. Lụa đỏ này to đùng các bạn, các bạn thấy không? Con này to ú nu luôn các bạn ơi. Ngon hơn lụa trắng của mình bình thường nha các bạn. Giờ như clip trước thì chúng ta ngâm bí ớt nha các bạn. Ngâm ớt trong vòng 15 phút nha. Giờ ngâm 15 phút rồi chúng ta đổ vô cái rổ này nha các bạn ơi. Chúng ta rửa thêm hai nước nữa nha các bạn. Đồ bữa nay bự dữ nha. Bữa nay nó bự mà cũng rẻ nữa, có 20 ngàn ký à. Rồi chúng ta để khô ráo nha các bạn ơi. Nguyên liệu chúng ta gồm có ớt, gừng, sả cây, bột ngọt, bây giờ muối nha các bạn. Và không quên đó là chúng ta phải có lụa đỏ, nguyên liệu chính của chúng ta. Còn riêng sả cây chúng ta cắt khúc và đập dập nha các bạn. Còn gừng chúng ta thái lát mỏng cho vô chung với lụa đỏ luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta lấy sả chúng ta đập dập ra nha các bạn rồi cắt khúc ha. Cắt từng khúc nha các bạn ơi. Dao nhà mình chắc lắm các bạn ơi. Cái dao này cái dao huyền thoại luôn các bạn. Thơm mùi lá xả. Thơm quá rồi. Đây xả quá. Gừng bây giờ chúng ta thái mỏng nha các bạn. Khi mình luộc chung với sả nó sẽ ngậy cái mùi của gừng lên rất là thơm. Mình đã chuẩn bị cái son ha, giờ chúng ta đổ lụa đỏ vô cái son ha các bạn. Còn ớt mình ta đổ vô luôn. Sau đó chúng ta bỏ sả vô các bạn. Sau đó chúng ta bỏ gừng vô. Giờ chúng ta đổ thêm chút xíu nước nha các bạn. Đổ chút xíu nước. Vừa vừa thôi. Được rồi nha các bạn ơi. Rồi chúng ta ngâm như đây, giờ chúng ta bắt bếp nha các bạn ơi. Rồi các bạn đi theo mình ha. Rồi giờ chúng ta bật bếp nha các bạn. Chúng ta bật lửa vừa vừa thôi nha các bạn ơi. Rồi. Rồi chúng ta luộc trong vòng 20 phút nha các bạn. 20 phút là vừa rồi các bạn ơi. Giờ chúng ta làm nước chấm nha các bạn ơi. Chúng ta bỏ vô nha các bạn. Rồi chúng ta bỏ thêm chút xíu bột ngọt nha các bạn. Bột ngọt và muối. Đây, cho muối. Chúng ta bầm ra để cho cái phần bột ngọt này nó nát ra. Nó thấm đều tất cả. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Này có xài có cóc nữa ha. Ăn là tới luôn các bạn ơi. Cắt chanh ta đâu nặng vô thôi. Rồi
tí nữa chúng ta lấy hộp ra nha các bạn, để ăn khỏi phải dính hộp nó đắng. Ta mở nắp ra đây ta coi nghe chín chưa. Rồi vậy là chín đều hết đó các bạn ơi, chín đều đó. Giờ chúng ta tắt bếp ha. Rồi giờ chúng ta bỏ đổ ra tô nha các bạn ơi. Rồi chúng ta múc ra tô nha các bạn ơi. Quá trời thịt dặn quá trời ngon rồi các bạn. Lùa đỏ này nhiều thịt lắm các bạn, thịt nhiều hơn lụa trắng, lụa thường của mình. Ổng gà cũng nhiều người ăn món này lắm các bạn ơi, món này đang nổi tiếng luôn các bạn. Chúng ta đổ miếng nước nãy nha các bạn, ta rửa lên nước rất là ngọt luôn. Rồi lụa đã rửa sạch rồi. Rồi xong nha các bạn. Giờ chúng ta lên nhà chúng ta thưởng thức nha các bạn. Cơm của hai vợ chồng mình nha các bạn ơi. Con mình bữa nay đi học rồi, giờ phải gọi vợ ra ăn. Vợ bữa nay sướng quá, chồng làm các món cho vợ ăn luôn. Vợ ơi, ra ăn cơm nè. Trời ơi trời, nấu nãy về xong rồi phải mời ra ăn nữa chứ. Thấy không? Đúng, ngon gì ta? Thấy không ngon? Dạ mình à. Lụa đỏ hả? Lụa đỏ, quẩm thèm lắm thì bữa nay làm thêm lụa đỏ lụa xả cho vợ ăn luôn. Ngon không? Rồi, đâu em thưởng thức thử em, ngon không? Ngon. Nên anh làm ngon không? Ngon. Chưa ăn mà biết ngon rồi. Nhìn là thấy ngon rồi, thấy cái muối là thấy ngon rồi. Ừ, ca gì mới ngon. À, thử con nha. Ngon không? Ngọt quá, ngọt mà dai, nước chấm ngon. Ăn thêm con nữa. Ăn đây nhiều mà, ký lần mà. Trời, không ngọt thiệt các bạn ơi, ngọt quá. Ăn nó kiểu như là mình ăn gấp đôi con lụa kia bình thường. Lụa kia nó ít thịt quá, lụa này nó nhiều thịt. Các bạn thấy. Ngon. Ngon quá à. Ăn đi anh ơi. Ăn đi, ăn con đi. Ăn đi, tí nữa ăn cơm. Hấp dẫn không các bạn ơi? Nói thiệt các bạn nha, ăn cái con lụa này nè, thích ăn hai cục này nhất. Tại nó nhiều thịt á, mà nó ngọt á. Hai cục hai bên này nè, phải gỡ hết. Ngọt là ngọt, ngon ở hai cái cục hai bên. Ngon quá à. Tâm nhận không có. Để cho anh ăn miếng ơi. Nè em quay giùm anh đi. Anh ăn miếng ơi. Khoan, em hút miếng nước ơi. Miếng nước nữa hả? Đây. Hấp thử miếng nước nha các bạn. Cho nước ngọt không. Hấp bẩn rồi luôn. Làm sao? Ngọt mà cay mà thơm mùi xả nữa. Nóng nữa chứ. Ăn hơi bị phê. Nhìn mình thèm quá các bạn ơi. Ngon quá, hấp thêm cái nữa. Đã quá à. Chào các bạn ha, giờ mình thưởng thức các bạn ơi. Giờ mình mới thưởng thức rồi, bây giờ mình tìm con nào đó ăn đi. Đây. Con này thật nhiều rồi các bạn ơi. À, phải dùng tay gì ăn mới ngon hấp dẫn các bạn. Trời ơi. À, trời ơi, cay các bạn ơi. Ngọt quá bạn ơi. Để nước nước rồi. Trời ơi. Nước chấm nồng cay quá, cay nồng luôn. Mà vậy mới ngon các bạn. Để nước ngọt quá nè. Giờ mình ăn thêm con nữa nghe các bạn ơi.
Cái này dính hai con luôn các bạn ơi. Trời, hai con luôn. Ngại ngùng gì. Mời cả nhà các bạn. Cái cay nồng mới ngon các bạn ơi. Thử đã, trời ơi, đã. Đã lắm bạn ơi. Thơm nước đổ phê luôn. Ngọt nước quá. Thơm thơm của chả hay gừng. Ngon lắm anh. Cái nước nó ngon á. Ngon xong ngon chạy. Cái nước ngon là không phải, cái nước ngon thiệt, hút là phải muốn hút hoài luôn á. À, giờ bây giờ mình cũng tạm ngừng tại đây thôi, tại vì giờ vợ chồng mình chuẩn bị ăn ha các bạn. Giờ mình quay cho các bạn xem vợ chồng mình ăn cơm chút xíu nữa ha các bạn. Sau đây mình hướng dẫn các bạn ăn con lựa đỏ khổng lồ. Đầu tiên chúng ta tét cái này ra. Cục thịt hai bên này ra. Đó. Lấy hết phần thịt ra. Mình ăn thì cái tính ăn hơi kỹ một chút nên mình cắt cái bụng dục bỏ. Thấy các bạn. Xong thành cái lựa sạch sẽ. Đó. Chấm xuống nước chấm. Bỏ vô miệng ăn. Xong. Ngon quá.